camera thỏ thụt của Huawei chính thức trình làng. Các hãng công nghệ có những cách khác nhau để mang thiết kế màn hình không viền lên sản phẩm của mình, bao gồm phần tai thỏ hoặc giọt nước để bố trí camera trước. Tuy nhiên, kiểu thiết kế này không được nhiều người dùng yêu thích vì phần tai thỏ hoặc giọt nước vẫn còn chiếm một phần diện tích trên màn hình. Giờ đây, nhiều hãng smartphone đã áp dụng giải pháp mới để giấu đi camera trước trên sản phẩm bằng cách ẩn camera trước vào bên trong thân máy và chỉ trồi ra khi cần sử dụng đến, tạo nên kiểu thiết kế camera trước dạng thỏ thụt. Có thể kể đến một số hãng đã áp dụng giải pháp này như Oppo, Vivo, và giờ đây đến lượt Huawei sử dụng kiểu thiết kế này, với mẫu smartphone có tên gọi P Smart Z vừa được hãng trình làng. P Smart Z sở hữu thiết kế không viền màn hình cũng như không tai thỏ vì phần camera trước của sản phẩm đã được giấu vào bên trong thân máy và chỉ hiện ra khi cần sử dụng, phần loa thoại được bố trí ở viền mỏng phía trên màn hình. Sản phẩm sở hữu màn hình kích cỡ 6,6, inch độ phân giải Full HD cộng 2340x1080, sử dụng công nghệ LCD nhắm đến phân khúc tầm trung. Do vậy, P Smart Z sở hữu một cấu hình không quá nổi bật, với bộ vi xử lý Kirin 710F do chính hãng phát triển, bộ nhớ RAM 4GB đi kèm bộ nhớ lưu trữ 64GB, hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ ngoài. Sản phẩm được trang bị thỏi pin có dung lượng 4000mAh. Mặt sau của sản phẩm là cụm camera kép, bao gồm camera chính độ phân giải 16MP, khẩu độ f/1.8. Đi kèm với camera 2MP có chức năng ghi nhận độ sâu trường ảnh để tạo hiệu ứng xóa phông. Camera trước của sản phẩm có độ phân giải 16MP, khẩu độ f/2.0 và được giấu bên trong thân máy. Sản phẩm sẽ có mặt đầu tiên tại thị trường nước Ý, với mức giá 279 euro. Hiện chưa rõ Huawei có dự định mang chiếc smartphone này ra các thị trường khác hay không. Tuy nhiên, với việc ra mắt P Smart Z cho thấy Huawei đã sẵn sàng cho một phong cách thiết kế mới và sẽ được áp dụng rộng rãi hơn cho các sản phẩm của hãng trong tương lai. Tê Thủy.